Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội đang điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Bình An 24 tuổi, trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn. Đối tượng có 4 tiền án tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Do sống lang thang không có việc làm nên Nguyễn Bình An nảy sinh ý định đột nhập vào nhà dân ban đêm để trộm cắp tài sản đêm ngày 22 tháng 3 năm 2019, an bắt taxi đến xã Phù Ninh, huyện Sóc Sơn tìm nhà dân sơ hở, rồi treo tường đột nhập lục lọi tài sản, lấy trộm được một chiếc điện thoại iPhone 7 Plus, một chiếc ví bên trong có một triệu đồng. Sau đó đối tượng bắt taxi về xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên lẩn trốn. Đêm ngày 23 tháng 3, đội cảnh sát hình sự công an huyện Sóc Sơn phối hợp cùng công an xã Tân Hương đã bắt giữ được Nguyễn Bình An, thu giữ các tăng vật liên quan đến vụ án. An khai nhận từ năm 2018 đến nay, đối tượng gây 6 vụ đột nhập vào nhà dân trên địa bàn huyện Sóc Sơn trộm cắp tài sản.